Sư ơi, mình có thể hồi hướng theo kiểu tiết kiệm để đó không sư? Ví dụ, nguyện đem phước này hồi hướng tới vị lai. Nếu tôi trong một kiếp quá khứ có bị làm ngạ quỷ thì sự đau khổ nơi ngạ quỷ ấy sẽ giảm bớt. Giả dụ như ngạ quỷ đói 10 lần thì có một lần được vật thực, ngạ quỷ khác 10 lần có một lần được uống nước. Nếu tôi đọa địa ngục thì thời gian đọa sẽ ít thôi, nếu không thì cho sự đau khổ nơi địa ngục ấy có lúc ngưng nghỉ hoặc cảm thọ nhẹ bớt. Thực tế mà nói là cái phước của quý vị nó tự cân đối, cho nên là những cái chuyện này mình cũng không cần mình phải nguyện. Bởi vì như bà Manika, bà đáng lẽ ra mà với cái nghiệp của bà, người khác từng làm á, là họ ở dưới địa ngục đồng sôi từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại mà chưa có lên, mà bà là bà chỉ ở dưới địa ngục 7 ngày. Lý do là bà tạo quá nhiều phước. Thì cũng vậy đó, quý vị mà sợ cái ác nghiệp mình thì quý vị tạo phước cho nhiều đó. Giống như một người mà họ biết là mình chuẩn bị mình chịu án thì ráng tranh thủ kiếm cho nhiều tiền, rồi tới hồi vô trong đó thì mình cũng đỡ khổ hơn là mình nghèo. Mà đặc biệt nè, nếu mà quý vị ham phước mà cái kiểu như vậy đó, trong cái dịp lễ dân y Ca Thi Ná này, tranh thủ đi dân y hết trong cái tháng dân y này, đi được bao nhiêu chùa thì ráng mà đi hết bấy nhiêu chùa đó, đi rồi thì cái phước đó nó sẽ nâng đỡ mình, đặc biệt là nâng đỡ các cái nghiệp ác. Như là trong Milinda Panha có nói là cái thuyền á, vốn dĩ là nó nhẹ hơn cái tảng đá, nhưng cái thuyền nó có thể nâng cái tảng đá khi mà ở dưới nước, do đặc tánh của cái thuyền cho nên nó có thể nâng được. Thì cũng vậy đó, cái phước thiện mình làm nó có đặc tánh là nâng đỡ những cái ác nghiệp. Cho dù làm cả một cái đời sống của mình làm thiện thì nó không bao nhiêu, mình làm ác thì nhiều, nhưng nhờ cái đặc tánh của thiện cho nên nó sẽ nâng đỡ các ác nghiệp. Nhưng mà như trong cái thời pháp mà vừa rồi, khi mà sư đi ra ngoài Đà Nẵng, sư có thuyết đó là tốt nhất là mình quỵt nợ cho nó nhanh nha. Chứ còn mình cái kiểu mà trả nợ mà mình hứa như vậy thì nó cũng kẹt lắm. Quỵt nợ cho nó nhanh. Nguyện quỵt nợ là quỵt nguyện như thế nào? Nguyện cho con sớm chấm dứt khổ, chấm dứt hoàn toàn khổ và nhân sinh khổ. Nguyện như vậy là nhanh nhất ha. Có thể là đời này, nếu mà quý vị dân y Ca Thí Ná ha, nguyện thì có thể là, một là đời này, hai là đời sau, ba là trong những cái kiếp vị lai mình có thể đủ cái phước ba la mật để mình chấm dứt khổ, thì sư tin là nó an toàn và nó chắc cú hơn cái chuyện là mình chờ cái kiểu là mình đọa rồi mình coi như là 10 ngày đói thì được một ngày no. Thì sư e là mình hơi dở nha, nghĩ nó còn hơi kém. Không biết về vấn đề này Đại Đức Đại Tường có cái nhìn như thế nào? Để đến kính thưa quý vị, thì cái câu hỏi này quý vị này nói là: sư ơi, mình có thể hồi hướng theo kiểu tiết kiệm để đó không sư? Nghe là kiểu ở dưới, cái kiểu ở dưới cái hồi hướng này tạm gọi là phước đi không, thì cũng mình có phước mình có hồi hướng được chứ, đúng không? Nhưng mà thôi, như vậy giờ sư cái kiểu này á, bây giờ sư bày thêm kiểu cho quý vị á, là tiết kiệm kiểu khác chứ không tiết kiệm kiểu này. Bây giờ quý vị tiết kiệm kiểu gì nè? Quý vị ngay trong hiện tại đây, ngay trong lúc này, ngay ngay tại điểm này nè, quý vị làm không gián đoạn, quý vị làm không ngừng nghỉ cho sư ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước chí mà sư nhắc hoài đó, làm liên tục không gián đoạn. Rồi quý vị đó, làm không gián đoạn nha, đó làm với tâm hợp chí, với tâm xả ly đó, thì quý vị tiết kiệm cái mà quý vị làm, tiết kiệm á. Tiết kiệm là gì? Tiết kiệm là nếu mà may mắn á,
cái phước mà quý vị tiết kiệm á, là may mắn á, là quý vị có thể tái sanh lại làm người nữa, nhưng mà trong cái hoàn cảnh là người có chánh kiến và trong thời kỳ Phật pháp, gần gũi Phật pháp, đó là cái tiết kiệm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là nếu quý vị hên, quý vị tiết kiệm mà dạng dữ nữa đó, làm việc còn dữ hơn, cái level còn dữ hơn đó, thì bị sanh lại cõi trời. Quý vị chú chảnh thì cái thời gian quý vị cõi trời á, thì dù có những cái quả bất thiện á, mà nó chỗ quý vị á, thì thời điểm đó quý vị đang có trực cõi trời nha, thì nó chỗ á, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp đó, quý vị tạm lánh thời gian. Rồi quý vị nếu quý vị tiết kiệm tốt nữa, quý vị làm phước dữ nữa, quý vị tu thiền đi, có thể tu thiền đi, tu thiền chỉ đó, tu thiền chỉ được samatha đi đó, quý vị đắc tầng thiền, các tầng thiền, nhưng mà chưa phải nói rõ là có chánh kiến nha, có chánh kiến nha đó, hay là quý vị tu vipassana đi, thì trong chú giải có nói nếu quý vị tu vipassana mà quý vị có thể trải nghiệm được tầng tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt á, và duy trì được nó đến khi mà đối diện với cận tử đó, thì chắc chắn ngay trong cái kiếp kế tiếp á, quý vị không có tái sanh bốn đời đường ác đạo nữa. Nhưng mà kiếp kế tiếp nữa thì không biết là sao, không xác định nha, hiểu rõ không? Xin nói rõ một lần nữa là quý vị á, nếu quý vị tu thực hành á, thì Vipassana hay gọi là thiền tứ niệm xứ đó, mà nỗ lực quý vị á, có thể đạt đến tầng tuệ sinh diệt á, tại thứ tư á, trở lên đó, quý vị duy trì cái tuệ này đến lúc cận tử thì chắc chắn kiếp kế tiếp quý vị không tái sanh bốn đường ác đạo, nhưng mà kiếp kế tiếp nữa thì không xác định. Đó là suy nghĩ của nó, cái đó tiết kiệm nó thực tế hơn. Chứ còn nếu quý vị đã, quý vị nó nói là con muốn làm phước, con muốn tiết kiệm mà lại còn rủi ro là trong ngạ quỷ nữa, thì quý vị có lẽ chưa hiểu lắm về cái việc mà làm phước. Tại vì khi mà mình làm phước á, làm ba lửa phước mà tròn là đủ đầy, thì quý vị cái cơ hội nha, cái cơ hội á, mà tái sanh bốn được khổ cảnh á, hầu như không có. Sư muốn nhấn mạnh lại một lần nữa câu hỏi này, nếu quý vị á, làm theo kiểu tiết kiệm mà sư sư bày đã cho quý vị á, làm ba cái loại phước, và phước đức, phước trí, không làm nó liên tục không gián đoạn, và làm lớn, làm nó những nó lớn lao, lớn lao, thì xin thưa cái cơ hội mà quý vị á, tái sanh bốn đường ác đạo á, hầu như không có. Đó là cái kiểu tiết kiệm mà sư bà chuẩn bị đó. Còn cái kiểu mà nói là mình mong là nói để ngạ quỷ thôi, mình bỏ qua này đi, tại vì ngạ quỷ thưa quý vị, cho xin thưa quý vị, cho dù quý vị ở cho quý vị ở là trải nghiệm á, khoảng một ngày của một ngày người con người của ngạ quỷ, vì con không chịu nổi cảnh thống khổ đâu, kinh kinh khủng cái nào đâu, cho nên mà mình hiểu được á, thì thôi mình hãy cố gắng mình làm vun bồi ba cái loại phước đi. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Đường có nói là mình chịu không nổi cái khổ là ngạ quỷ, thì nếu mà quý vị muốn gọi là trải nghiệm sơ thì cứ thử mình nhịn khát 3 ngày, 3 ngày nhịn khát thì nó chưa có chết đâu, cứ cứ nhịn khát thì quý vị sẽ thấy rõ là cái khổ nó kinh khủng như thế nào. Mình biết như vậy thì làm ơn làm phước mình lo mình tu giải thoát cho đầu cho nó hết khổ đi, chứ còn ở đó mà lo cái này thì nó kẹt lắm. Qua câu hỏi tiếp theo.